tại giải đấu lần này. Bây giờ thì các trọng tài đang làm những thủ tục cần thiết để trước khi bước vào trận đấu bán kết đầu tiên của giải U17 Championship mùa giải thứ hai. Trẻ PC 22 Diamond là đội bóng chơi trong bộ trang phục áo màu đỏ. Lối bàn trẻ PC 22 Diamond là đội bóng chơi trong bộ trang phục áo màu hồng, còn các thủ phú quý là bộ trang phục màu đỏ. Bóng đá bắt đầu lăn vào hiệp 1 của trận đấu bán kết đầu tiên giải bóng đá U17 Championship mùa giải thứ hai 2021 cúp TH Sport đã được bắt đầu. Đó là đường chuyền dài dành cho Dũng Đề Ma. Rất nguy hiểm. Không vào. Phục dị, cú đá ngay, không vào. Vẫn còn. Dũng Đề Ma không được. Đường chuyền đã không qua được Quang Huy. Dũng Đề Ma không vào. Tuy nhiên thì tuyến giữa của họ đang không thể phối hợp trước những tình huống theo người rất khó chịu, rất nguy hiểm. Vẫn sẽ tiếp tục là Hoàng Hưng, Nguyễn Tùng. Đó dường như là một quyết định đáng ngại thì chỉ có một đội có thể vào trận chung kết. Nhật Hoàng dứt điểm. Đánh đâu, không vào. Nhật Hoàng đánh đâu, vẫn không vào. Vẫn còn. Rất nguy hiểm, không vào. Nhật Hoàng rất tốt. Chuyển lên. Không được, vẫn còn. Văn Giáp. Một pha bóng mà hai cầu thủ bên phía này vẫn không hiểu ý nhau. Tuấn Anh. Tuấn Anh không vào. Đã qua đi. Rất nguy hiểm, đánh đâu. Không vào, vẫn còn. Vẫn không vào. Cả hai đội đều đã chơi một cách đầy xuất sắc. Ở hiệp đấu đầu tiên đã khép lại với tỷ số 0-0. Sự xuất sắc của hai thủ môn đã đang phần nào đó làm nản lòng những chân sút của đôi bên. Dù cho cả hai đội đều đã sở hữu những cơ hội tương đối rõ rệt trong hiệp 1 nhưng chưa bên nào tận dụng được. Tùng Đức. Hợp lý. Tuấn Anh chân trái không vào. Nhật Hoàng. Nhật Hoàng không vào. Hoàng Hưng rất nguy hiểm, vào. Phú Quý đã là đội bóng vươn lên dẫn trước từ một tình huống đá phạt góc. Đó là pha làm bàn của Hoàng Hưng. Cú đá phạt góc thẳng của Hoàng Hưng đã mang đến sự bất ngờ. Hoàng Huy. Văn Phúc không vào. Vẫn không vào. Để tiếp thêm tinh thần của họ. Nguy hiểm. Nguyễn Tùng không được. Hoàng Huy. Cú đá hơi nhẹ của Hoàng Huy. Duy trì được khoảng cách dẫn trước một cách rất chắc chắn. Cơ hội không được. Hoàng Huy rất nguy hiểm, vẫn không vào. Phúc Dị vẫn không được. Văn Giáp. Văn Giáp không vào. Trung Đức. Tuấn Anh cũng sẽ đá phạt góc. Bàn thắng mở tỷ số của Phú Quý cũng đến từ một pha phạt góc. Bóng lại nằm gọn trong tay của Việt Vôn. Chân trái không vào. Nhật Hoàng. Nhật Hoàng. Dũng Đại Ma không vào. Anh. Tuấn Anh chuyển sang. Không được. Dứt điểm. Cú đá lại quá nhẹ. Phúc Dị. Cú đá không may. Nhật Hoàng. Vẫn làm cú đá đi không trúng đích. Tuấn Anh. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi để khép lại trận đấu bán kết đầu tiên giữa trẻ PC 22 Diamond và Phú Quý. Kết quả cuối cùng là 1-0 nghiêng về phía FC Phú Quý bằng bàn thắng được ghi duy nhất do công của Hoàng Hưng từ một quả phạt góc. Phú Quý đã chơi một trận đấu xuất sắc để ghi tên mình vào chung kết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu này và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi quay trở lại để đón xem trận đấu bán kết thứ hai.